Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Trên báo Nhân dân có bài hợp tác để đổi mới sáng tạo hiệu quả. Đổi mới sáng tạo được thực hiện chủ yếu bởi doanh nghiệp, doanh nhân thông qua hoạt động nghiên cứu phát triển làm mới sản phẩm, thay đổi quy trình công nghệ hoặc mô hình sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra nhiều lợi ích đóng góp cho xã hội những giá trị cao hơn. Muốn vậy thì doanh nghiệp cần được kết nối chặt chẽ với các thành tố khác của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Thời gian qua thì việc hợp tác giữa các tập đoàn doanh nghiệp lớn với các dự án khởi nghiệp startup bắt đầu được thực hiện. Nhiều sáng kiến chương trình hỗ trợ cũng ra đời nhằm thúc đẩy cho việc tận dụng các nguồn lực trong xã hội cho đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bài viết tràn lan hội nhóm hỗ trợ thi ngoại ngữ cam kết đầu ra trên mạng xã hội phản ánh tình trạng hiện hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội đang ngỏ lời mời chào đến những người có nhu cầu thì thi chứng chỉ ngoại ngữ với những cái cam kết là không cần kiến thức tiếng Anh cơ bản vẫn có thể nhận chứng chỉ. Cam kết đầu ra khi thi ngoại ngữ. Khi liên hệ với các trung tâm sẽ đưa ra hai hình thức hỗ trợ chọn gói 8 triệu đồng, cam kết đậu có học viên thi hộ và cung cấp kỳ đáp án với giá là 1,5 triệu đồng một kỹ năng với hình thức thi chọn gói. Phía trung tâm sẽ đăng ký thi cho cả người đi thi và người thi hộ bố trí cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng thi và đến ngày thi thì người đi thi vẫn phải có mặt để xác nhận thi và hoàn tất thủ tục thi à, bên trong phòng thi thì cũng sẽ có giám thị hỗ trợ theo bài viết xuất khẩu sầu riêng bao giờ có bộ tiêu chuẩn quốc gia trên báo Tiền Phong việc thiếu kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất đang khiến cho sầu riêng mà đang xuất khẩu tỷ đô la Mỹ của Việt Nam thời gian qua phải đối mặt với nỗi lo về việc có thể tạm dừng xuất khẩu. Dù sầu riêng là loại trái cây mang lại giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng có một thực tế là quá trình sản xuất tại các hợp tác xã hiện rất bát nháo. Ngay cả người trồng sầu riêng lâu năm cũng rơi vào thấp thỏm. Theo các doanh nghiệp thì sầu riêng Việt Nam đang thua Thái Lan cả về chất và lượng, đồng thời khó xây dựng được thương hiệu do thiếu quy trình sản xuất đồng bộ, thống nhất. Bộ xây dựng vừa có đề xuất 7 trường hợp phải đánh lại số nhà. Việc này có nên thống nhất cả nước, làm sao để mỗi lần điều chỉnh số nhà ít gây xáo trộn đời sống của người dân. Để trả lời các câu hỏi này thì bài viết Dối dám số nhà sẽ được hóa giải trên báo Tuổi trẻ đã ghi nhận thực tế và ý kiến xung quanh việc này. Theo người dân và các chuyên gia, Bộ xây dựng cần phải khảo sát thực tế kỹ hơn, nghiên cứu về tập quán địa hình, thói quen cùng lịch sử đánh số nhà các đô thị để xây dựng thông tư sát với tình hình thực tế và bảo đảm được sự ổn định về số nhà, địa chỉ bất động sản cho người dân. Những chỗ nào đã có số nhà cũ quen dùng ổn định rồi thì nhất quyết không thay đổi. Những trường hợp bắt buộc phải đổi số nhà cũng phải dựa trên nguyên tắc đó. Giá căn hộ tập thể cũ tăng, cần thận trọng khi mua là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo Hà Nội mới số ra ngày hôm nay. Nằm ở những vị trí đắc địa có nhiều tiện ích bao quanh, giao thông thuận tiện nên căn hộ tại các khu tập thể trung cư cũ ở Hà Nội luôn có giá cao. Thời gian gần đây, giá bán các loại căn hộ này càng được đẩy lên khi mà nhiều người có nhu cầu đầu tư chờ các khu chung cư cũ được cải tạo xây dựng lại. Song các chuyên gia khuyến cáo là người mua cần thận trọng khi mua những căn hộ tập thể cũ. Dù mới chỉ bắt đầu mùa mưa, thế nhưng là nhiều điểm ngập mới đã phát sinh tại thành phố Thủ Đức và một số quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tình trạng ngập úng, nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh đã bị thất thủ do kẹt xe khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo bài viết nan giải bài toán hễ mưa là ngập trên báo Đại Đoàn Kết. Ngoài nguyên nhân do mưa lớn thì nhiều công trình chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh còn đang thi công giang dở cũng là một phần nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập úng chưa thể giải quyết được căn cơ khi mà mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Nhức nhối nhất là công trình dự án giải quyết ngập do khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Giai đoạn 1 có nguy cơ tăng vốn từ gần 10.000 tỷ đồng